Quý vị và các bạn đang theo dõi Trang Địa Phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung sau đây. Cần đảm bảo cho an toàn lao động nghề biển. Hội nông dân Tân Kỳ dấu ấn từ những phong trào lớn. Nghi Lộc chung tay hỗ trợ người nghèo xây nhà ở. Huyện Diễn Châu có gần 1.250 tàu thuyền với hơn 5.000 lao động nghề biển. Đây là những đối tượng luôn đối mặt với những tai nạn tiềm ẩn xảy ra bất ngờ trong điều kiện làm việc xa đất liền. Do đó, đảm bảo an toàn lao động nghề biển luôn được các ngành chức năng, các chủ tàu thuyền và các địa phương, các xã biên giới biển thường xuyên chú trọng. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng chị Trần Thị Nghĩa ở xóm Hải Đông, xã Diễn Bích vẫn chưa quên được cảm giác lo sợ khi nhận được tin chiếc tàu đánh cá của gia đình gặp tai nạn khi đang đánh cá ngoài khơi, cách đất liền 50 hải lý. Con tàu bị lật và chìm, còn anh Nguyễn Văn Đinh, chồng chị bị gãy tay. Ngay sau đó, tất cả 4 thuyền viên đã được một tàu đánh cá khác và đồn biên phòng Diễn Thành kịp thời hỗ trợ đưa vào bờ và đưa chồng chị là ông Nguyễn Văn Đinh đi cấp cứu. Tàu đi ghép cùng em là đưa anh em về là ngoài đây, nhưng mà lách nước nhỏ không vô được, là cano của biên phòng là ra đưa anh ấy vào là đi vô viện 115. Lao động trên biển thường gặp nhiều sự cố tai nạn tiềm ẩn, gây tổn hại sức khỏe, thậm chí tử vong. Đối với tàu thuyền thì có thể bị lật và chìm. Xác định được những nguy hiểm tiềm ẩn đó, nên trên chiếc tàu đánh cá công suất 120 CV của ông Bùi Văn Thái ở xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc luôn được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thuốc sát trùng, thuốc giải độc, thuốc cảm, băng gạc để kịp thời sơ cấp cứu cho ngư dân khi có tai nạn lao động xảy ra. Thì cái nghề biển ra nó mang tính chất nguy hiểm, vậy thì bây giờ mình đi thì mình phải trang bị những trang thiết bị cho người trên tàu như kiểu ao phao, hệ thống liên lạc như kiểu đàm, định vị, các trang bị những cái đồ cứu thương bình thường như kiểu bông băng gạc. Trước những rủi ro tiềm ẩn của người lao động trên biển, thời gian qua các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm để hỗ trợ trong đảm bảo an toàn cho lao động nghề biển. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện thường xuyên phối hợp cùng các xã biên giới biển mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức để giúp ngư dân đảm bảo an toàn khi hoạt động trong quá trình lao động trên biển. Hội cũng đã hỗ trợ 250 áo phao và túi cứu thương cho các chủ tàu, đồng thời tập huấn trang bị các kỹ năng cơ bản về phòng chống tai nạn trên tàu cá, cách cứu người rơi xuống biển, sơ cấp cứu, băng bó vết thương nhằm giúp ngư dân phòng ngừa, xử lý các tai nạn xảy ra trên biển. Hội đã thực hiện cái chương trình là trao áo phao, túi là sơ cấp cứu ban đầu cho là các cái thuyền, và đồng thời cùng với lực lượng biên phòng là tổ chức tuyên truyền về là luật biển để là nhân dân, ngư dân hiểu rõ là cái luật biển và thực hiện và chấp hành nghiêm cái luật biển của Việt Nam cũng như là của quốc tế. Huyện Diễn Châu có gần 1.250 phương tiện khai thác hải sản trên biển, trong đó có 278 tàu xa bờ với trên 5.000 lao động trên biển. Đây được xem là một trong những ngành kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, nghề biển là nghề thường xuyên gặp những rủi ro tiềm ẩn, nguy hiểm cho người và tài sản. Chính vì vậy, trong những năm qua, Diễn Châu đã tăng cường công tác quản lý tàu cá. Đặc biệt, lực lượng biên phòng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tàu cá phải đảm bảo an toàn kỹ thuật máy tàu, vỏ tàu, thiết bị hàng hải, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên tàu, hệ thống máy tời, dây kéo lưới, hoạt động trên biển phải sử dụng đồ bảo hộ, phao cứu sinh, tuân thủ luật hàng hải, luật thủy sản khi lao động trên biển. Đơn vị thì đã triển khai cho toàn soát biên phòng lạch vàn, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát cái trang bị mà để đảm bảo an toàn khi mình ra khơi. Mà thì nếu có những trường hợp mà không chấp hành nghiêm cái quy định thì đơn vị thì cũng sẽ chỉ đạo các đội trạm lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chức năng là kiên quyết xử lý. Khi có sự cố xảy ra thì đơn vị làm tốt công tác đó, điều động phương tiện, con người để đưa nạn nhân đi các bệnh viện tuyến trên, để lai dắt, để đưa vào bờ để đảm bảo cho phương tiện an toàn. Hàng năm huyện Diễn Châu có từ 3 đến 5 vụ tai nạn trên biển. Đã có nhiều vụ dẫn đến chìm tàu và có người tử vong, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho lao động nghề biển
cần được quan tâm hơn nữa, không chỉ về phía ngành chức năng, mà quan trọng nhất là các chủ tàu, ngư dân, những người trực tiếp làm việc trên biển. Với hơn 7.200 hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân năm 2022 đạt trên 44,2 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,69%, tham gia đóng góp gần 49 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đó là những dấu ấn nổi bật từ các phong trào lớn của Hội Nông dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua. Thành tựu này đã khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức hội trong việc tập hợp hội viên, phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo đổi mới để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống vật chất tinh thần ngày càng phát triển. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Tân Kỳ đã không ngừng củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh với 149 chi hội, 20.033 hội viên ở 23 xã và thị trấn. Giai đoạn năm 2018-2023, bình quân hàng năm số lượng hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm hơn 60% tổng số hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Từ 2 hecta đất kém hiệu quả, gia đình anh Trương Văn Đức ở xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân quyết định chuyển sang trồng giống chuối già Nam Mỹ. Sau gần 1 năm trồng, chăm sóc, giờ đây vườn đã được phủ kín một màu xanh mướt. Một số diện tích cây đã cho buồng và sắp thu hoạch. Khi thực hiện mô hình, gia đình đã liên kết với công ty cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và khâu thu hoạch để sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nói chung thì trong thời điểm mình trồng đầu tiên á, vì là các nửa thì kinh nghiệm mình chưa có thì mình cả trồng cả học hỏi. Kỹ thuật trồng thì mình nói chung là khó nhất là cái khâu trồng ban đầu á, là để cho cây chuối nó bén rì, với nữa là cái khó, đúng là khó nhất. Hay như mô hình ứng dụng kỹ thuật mới nuôi vịt trên sàn lưới chuồng kín với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Hùng, xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn. Trên diện tích trang trại rộng 9.000m², anh đã nuôi hơn 20.000 con vịt thương phẩm và cho kết quả rõ rệt. Quả tinh tôi chăm nuôi gia công, chăm nuôi liên kết với công ty. Thì tôi một mỏng như thế thì tôi chăm nuôi cứ mỗi lứa là 10.000 con. Đó. Một nóng tôi làm khoảng nóng lửa như thế thì từ tập rồi tôi thu nhập thì kiếm mỗi tháng khoảng 30 triệu. Trên địa bàn có trên 2.000 hộ tham gia sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chế phẩm Combo Marker, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao năng suất cây trồng, cũng như hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường do vứt bỏ phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân lá ngô, rễ cây như trước đây. Đây là mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân trong thời điểm giá phân bón tăng cao. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo nhân rộng mô hình này ra 116 chi hội tại 13 trên 22 xã và thị trấn, với 10.000 hội viên nông dân tham gia. Bình quân mỗi năm sản xuất được gần 5.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Với giá thành khoảng 3.500 đồng đến 4.000 đồng 1 kg phân vi sinh, thì nông dân Tân Kỳ đã giảm được chi phí mua phân bón từ 15 đến 16 tỷ đồng mỗi năm. Gia đình tôi ủ cái phân hữu cơ vi sinh, thì thấy lạ ăn xanh quá ăn sai, là kiểu hắn diệt được cái mầm bệnh nên là cây hắn khỏe cây hơn, là cho năng suất hơn. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã xây dựng được 22 mô hình kinh tế tập thể và toàn huyện có 17 hợp tác xã dịch vụ các loại. Thông qua đó đã hình thành nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và tăng thu nhập cho nông dân. Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua nông dân Tân Kỳ đã tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp, tạo đời sống tinh thần phong phú và lành mạnh. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng được nông dân Tân Kỳ tham gia tích cực, góp phần tạo nên không gian văn hóa hấp dẫn, đa sắc màu trên quê hương Tân Kỳ. Hội Nông dân huyện Tân Kỳ trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở thành quả đạt được, tiếp tục phát huy xây dựng khối đại đoàn kết trong tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào của nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới. Theo đó, tiếp tục chăm lo củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển sâu rộng phong trào thi đua của nông dân và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân, và chủ trọng là công tác hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện phối hợp có hiệu quả các chương trình, các đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn.
Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều thực hiện đạt và vượt, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Thời gian tới, tôi đề nghị lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết trong các cấp hội, phát huy tính kế thừa để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của hội và các kết quả đạt được trong thời gian qua. Đẩy mạnh khuyến khích sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung chương trình trong công tác xây dựng hội. Và thứ tư là tạo sự phát triển mới cả về lượng và chất trong hoạt động của hội để đảm bảo hoạt động của hội ngày càng thực chất, có chiều sâu và hiệu quả. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, hợp tác, phát triển, tin tưởng rằng các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện sẽ kế thừa phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, bền vững, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Tân Kỳ trở thành vùng quê năng động, đổi mới, là huyện phát triển khá của khu vực miền Tây Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức vận động và việc làm thiết thực, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Nghi Lộc đã huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội chung tay giúp đỡ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo an cư, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt là thực hiện thành công chương trình hỗ trợ xây dựng 300 nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 đến năm 2025. Với tấm lòng thiện nguyện luôn hướng về quê hương, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Trọng Cường, xóm Đình, xã Nghi Thiết, hiện đang làm việc tại Nhật Bản, đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo ở địa phương. Từ năm 2020 đến nay, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Thiết, anh đã hỗ trợ 4 đợt gạo cho hộ nghèo và mua 15 máy điện thoại thông minh hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến trong đợt dịch Covid vừa qua. Đợt về nước đầu tháng 4 này, anh tiếp tục hỗ trợ 2 tấn gạo cho các hộ nghèo và trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 30 triệu đồng để cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà, xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết. Thì em cảm thấy ở quê mình còn quá khó khăn và quá nghèo. Thì bản thân em thì cũng chỉ là làm được trong cái khả năng của em thôi. Thì em muốn lan tỏa cái sự yêu thương, cái sự hướng tới cho quê hương để cho xã hội càng ngày càng văn minh, càng phát triển. Và nhiều bạn bè, nhiều anh em nữa sẽ hướng về quê hương của mình nữa. Đấy. Em còn trong tương lai thì em phải cố gắng làm việc và kiếm tiền rồi để có thể giúp đỡ được nhiều hơn và ủng hộ nhiều hơn và giúp nhiều hoàn cảnh thoát nghèo hơn trong tương lai. Còn ở xã Nghi Trường, thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hảo tâm, con em đang công tác, sinh sống trong và ngoài xã, các doanh nghiệp để ủng hộ chương trình này. Sau một thời gian ngắn kêu gọi, xã đã tổ chức lễ động thổ để xây dựng nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân thuộc diện hộ nghèo ở xóm Trường Sơn. Bà Vân là trường hợp sống một mình, lại thường xuyên đau ốm, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm nay, dù sống trong ngôi nhà tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng để sửa chữa lại nhà ở. Cảm ơn đến các cấp, các ngành, huyện, xã ủng hộ cho tôi làm được căn nhà mới để là khỏi mưa khỏi nắng, có ngôi nhà rồi thì bà cũng có một sức khỏe và để vượt qua khỏi nghèo ạ. Với ý nghĩa nhân văn, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, huyện Nghi Lộc đã huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 150 nhà đại đoàn kết. Tuy vậy, toàn huyện còn 1.535 hộ nghèo, 2.354 hộ cận nghèo. Qua khảo sát, có 300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, rất cần sự chung tay của cộng đồng toàn xã hội hỗ trợ, cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài. Vì vậy, mục tiêu từ năm 2023 đến 2025, Nghi Lộc sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 300 căn nhà này. Trong đó, mức hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng một nhà và sửa chữa 20 triệu đồng một nhà. Đến nay, sau gần 2 tháng phát động, toàn huyện đã xây mới được 33 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 4 nhà với tổng số tiền 1 tỷ 750 triệu đồng.
Ngay sau khi có chỉ thị 21 thì mùng 3 tháng 3 năm 2023 thì Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã có cái cuộc phát động và toàn huyện đã có cái đăng ký ủng hộ được trên 12 tỷ để xây dựng 300 ngôi nhà trong thời gian 3 năm. Và ngay sau cái cuộc vận động thì rất nhiều mạnh thường quân và các cái nhà hảo tâm đã có cái hỗ trợ ngay để có nguồn lực cho cấp ủy huyện là triển khai cái xây dựng. Và quý 1 vừa rồi ấy, thì thống kê thì đã có 30 ngôi nhà được triển khai xây dựng với cái nguồn lực là trên 800 triệu đồng. Và trong kỳ 2 tới đây thì Ban Chỉ đạo huyện đang phấn đấu là xây dựng khoảng trên 40 ngôi nhà nữa. Có thể nói, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu phải bảo đảm. Chương trình hỗ trợ xây dựng 300 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn là thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Thực hiện có hiệu quả chương trình này, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giải quyết cơ bản về nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo, đồng thời giúp Nghi Lộc sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các địa phương, huyện Diễn Châu, huyện Tất Kỳ và huyện Nghi Lộc đã phối hợp thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.